Thấy nhiều nhiều nha. Rồi vô đây, đây ngon à, đây đậm máu nè. 1 phút 20 giây vô. Có tem gọi với ăn biết gặp hay không này. Cá nha, cá tìm về tí nhiều nha. Đứng yên một chỗ, thôi, đừng chạy lung tung, đứng yên một chỗ thôi. Yên chỗ thôi. Đồ đi là bẻo trăng đó nha, nghe bị bẻo trăng nó vip lắm đó nha. Vip giờ cứ bắn đựng thành thắng mà win mà. Cố gắng nha, nhồi máu nha, đừng đợn Thiếu Lâm Đạt chém chết nha. Công nhận mình nó cung cấp phòng thủ lý yếu siêu siêu nha. Rồi, trận này sẽ hay nè. Năm đi này làm gì có phòng thủ vật lý mà đánh. Nó bị vào chân hả? Đúng rồi, nghe bị bẻo trăng đứng á. Nó đi lại đá. Giờ đâu, Cũng được, Đại về bẻo trăng lại thằng thấy được bẻo ạ. Cứ theo setup của mình đánh thôi. Ok nha, ok vậy nha. Ok. Không đổi mục tiêu nha. Anh Tùng cứ chụp cái con nhỏ dây ra, đừng cho nó bút trắng phá lên là được à. Anh em nè. Đường môn này em Phi Trần phải tấp đường môn nhanh nha, Phi Trần phải cố gắng tấp đường môn kéo 2 ba động lại chết thôi. Ok. Nếu mà Phi Trần cảm giác bút bù không kịp nữa là lúc đó lỡ tay lỡ chân rồi mà có cơ hội quýnh đường môn cứ quýnh đường môn, hiểu không? Okay. Cứ chụp đường môn 2 ba động là em phụ là do em bút âm các ban thằng giả dê cho anh Tùng chụp cứ đúng rồi, bút cho anh Tùng trước, ạ. Đao của Vision có băng sát rồi, anh con đường môn là nó băng mà. Đúng rồi, Kéo vận động đó là đường môn yếu mà. Rồi, vô, tem này tem phụ. Rồi, gặp 1k. Từ cũng gặp đó. Từ cũng gặp thôi. Dần dần rồi, vô máu. Rồi, nhồi máu giúp. Chạy đi đâu không? Chạy đi đâu không? Lại tìm góc B rồi chúng tôi. Rồi, ok. Không, rồi, lên góc. Vô, 1 phút 30 giây. Vô Phi Trần ơi. Rồi, còn 1 phút 20 giây. Đâu, gặp tem vội ra bao. Chắc chắn sẽ gặp, nếu nó đi đường về đường này nó cũng xếp cho gặp ạ. Đúng nào, sấy dèo dèo rồi cái đánh 2 cấp. Vội ra, đẹp này viết quá, cố gắng thôi. Nó đã gần đây chứ, ở dàn vẽ á. Ở bàn vẽ cái đường ra Phú Yên á. Mực nạ thiên tử 2 cấp vãi trưởng. Đi gần về vợ nè, hồi bữa hỏi nó đâu, nó cách về vợ khoảng tầm mấy trăm mét à. Mặt nạ thiên tử này bên nó không biết nó đấu giá khoảng bao nhiêu. Em nghĩ chắc hơn 25 cho đến 30 kim á. Là 1 tuần đúng không? Đúng 1 tuần. Cũng chỉ 1 tuần nhỉ. Trần 2 cấp 9x. Cái năng 2 cấp 9x mà nó lợi lắm nha. Thì nó cũng cấp nữa, B cấp, không 2 cấp nữa, 25 không? Đúng, ghê vậy. Rồi, cố lên, lỡ có gặp thì chiến đấu, hết mình. Tem này tem phụ, cứ thoải mái tinh thần là giờ đánh. Búp nhanh Thiếu Lâm, búp rồi sang đường môn phát xong rồi cứ thế em đánh độc cho em nhá. Rồi, em búp Thiếu Lâm trước mà, xong rồi mìa. Đã búp trong phái là em đã búp nó 1 phát rồi đó. Đúng rồi. Mà chủ yếu anh chụp nó đừng cho nó bút trắng phái được là ok nữa. Nhưng cái lúc em đừng bút em cẩn thận thằng đường môn xoáy đấy. Rồi ná luôn. Không phải mà. Thiếu Lâm đường môn em đi. Tự ná luôn. Cũng Thiếu Lâm. Rồi nhồi máu. Nhồi máu. Trước dẫn đều mà. Thiếu Lâm thì nhận vì đang nghi chuẩn bị gặp đội VIP này nè, Võ Gia. Sấy xèo xèo với lại Bảo Trần đậu vào quá vip đó anh cứ dài thay ngọc bội nhiều tình. Ok này ghẹ bên chân ok cũng thắng ai gọi tới này may thằng xem này cũng có khá triển vọng á. Thiếu Lâm đường môn nghe mi này vàng không. Đường môn này phòng thủ vẫn nhiều, cũng tương đối, đặc biệt là 2 kiện. Thiên đế Triều Đại hôm nay Thiên đế Triều Đại đánh nữa nha. Đây mua tem Võ Gia này, đây này xéo xèo mới đang đói nè, đây là xéo xèo mới đang đói nè. Thiên đế Triều Đại chuẩn bị nên có đánh hay không là mê trận này đẹp nè anh em ơi, anh Tùng. Thiên đế Triều Đại đã vô nha. Thiên đế Triều Đại là tem hôm trước đánh tem 1 thua đó nè, thua 1 trận ấy. Rồi Võ Gia lại nè. Hiện tại thì tem đang đáng gươm đó là Võ Gia, Sấy Xèo Xèo và Bảo Trân. Và tem Thiên đế Triều Đại là cũng là một tem khá là chất. Đó là Thiếu Lâm Võ Gia. đồ khá là chất, top 5 server đó. Xe Thiên Đới Chỉ Đại là đi chung với một cái team hôm trước là bên này thua một lần với của Linh Tùng, hôm đó đánh Nam Độc sai sách 26 tháng 26, kỹ sư độc là Nam Độc, Đường Môn với lại Nghe Mi Rodida. Rồi, ok, anh em xem sơ qua những đội viết như vậy nè mọi. Còn ạc này hiện tại đang tem thứ hai này, tháng 13 thua không. Rồi, mình gì phải cầm mạc bùa nó dở về nó quýnh lắc không cái biết lựa góc lựa đồ tôi kịp tường kịp đồ nó giảm bớt đem đồ bớt chứ. Nó chơi là vui mà. Đầu cho ok thấy nó kiểu đứt được rồi vô 30 giây này đang rất ngắn tên Thiếu Lâm mà không sao, có tên Thiếu Lâm này thì mình lại đỡ anh Tùng ơi, chắc chắn tên Thiếu Lâm này sẽ cố gắng bắt được tên Thiên Đới Chỉ Đại kia thì mình lại đỡ khổ đúng không? Tên Thiếu Lâm này nó sẽ ba về tin kia đúng rồi, mình lại đỡ khổ, cho dù mình không bắt được thì tên Thiếu Lâm này sẽ bắt giùm mình. Thắng thua quan trọng, đòi Cờ Lon thắng thua đợt này thứ hai. Rồi gặp đá luôn nha, mới nói gặp đá luôn nha. Ok. Rồi anh Tùng cứ vô đội hình nha. Rồi em yên tâm. Rồi em muốn đá trước nha. Nhồi máu. Rồi nhồi máu rồi. Nắm độc chứ. Rồi ý rồi bước ra rồi bắt đầu quýnh thấy gì vào nè Khải ơi. Đây dồn xí vào đi. Rồi. Quýnh nó độc xí vào đi. Nó chết rồi, nó chết rồi, hay quá, anh Tùng cứ giữ lại, đúng rồi, cứ giữ Thiếu Lâm lại, rồi, ok, cứ giữ Thiếu Lâm lại, đây, quát đặt rồi, bắt đầu đi, đúng rồi, hợp lý, ok. Tôi còn 5 máu nha, 5 máu nha. Rồi chạy, phi tăng chạy, rồi, Giang, ok. Quế, được rồi. Chiến thuật này em ra rồi. Rồi em còn 5 bình máu luôn. Bên đây còn 40 bình mà máu mà. Đây còn 22 bình máu. Đó phải vậy. Em đang xíu nhiều là Nghe Mi nó chụp em rồi phải không? Em nói không sai luôn, gồng máu ghê gớm luôn. Nghe Mi nó chụp Khải rồi Thiếu Lâm chém Khải nữa. Đó hên quá. Hay quá. Đó. Cái gì vậy nó sấy em ghê gớm luôn mà rượu tụ đem em rút được 2 mùa. Đếm quá. Và cái bắt động là nó chết rồi. Còn quá đẹp Khải. Rồi, ok. 90 kè mà thủ lý mắt nữa quên nè. Thắng trận võ gia hay quá, nhìn thấy đúng hay luôn. Thấy vèo tưởng là cục chạy ra gương sau nhung nhiễm điên mình để nữa hả? Điên mình à, thằng đá nó chơi không có ai chơi nó đâu đúng không? Chơi mà nó muốn lừa tay không có lừa đéo ai cũng nói nữa đó. Mà sao bên Tiếu Ngạo nó cơ bạc lắm sao đặt Tiếu Ngạo chững lẽ nè, đánh còng gỗ ấy tối này nó tụi nó không ra nó đánh đâu. Thằng Triệu Dân làm cái đó. Triệu Dân à, chủ ẹt đấy nha, chủ ẹt Triệu Dân làm cái đó. Nói bữa nay anh cũng thua mà sao tụi nó ăn đâu cũng tiền đâu mất hết rồi. Bữa nay anh cũng thua 10 kim, vừa hóa 20 kim mà. Tao nói tiền đâu phải dữ đâu, bình thường mà cái đâu. Anh cũng đi làm, anh gieo ẹt 200 đấy. Rồi gặp Tiểu Muội kèm chân nha. Gà vào chân ok, hôm qua thắng rồi không? Tiếp tục nè. Như cũ nha, đánh Đường Môn trước nha. Nhồi máu này, rồi ok nè. Men Đường Môn trước này. Rồi dứt này. Rồi dứt này. Rồi. Đường Môn chạy. Nói Giang này Đường Môn. Ôi phi trần. Ô cùng Giang luôn đi. Má thằng bé. Cố gắng nhồi máu. Trời ơi. Đánh Giang Đường Môn luôn rồi. Phi trần chưa kịp cái bú ai luôn phi trần ơi. Nó chạy về hai bé con nó chuyển về nó đánh con này luôn mà chưa kìm nhát tay lên luôn. Đủ nó đánh làm đâu vậy? Khải cứ chạy đi, Khải chạy đi, lướt em. Bùng máu này. Con Đường Môn nó gần chết rồi nha. Đường Môn gần chết nha. Bé con nó diễn qua quýnh con này luôn trời. Không được. Ôi dồ, rồi em hết máu rồi. Ôi rồi. Phi Trần đó uổng quá. Phi Trần chưa ăn được cái bùa luôn ta, không có cái bùa này trên đầu luôn Phi Trần, lỗi ấy. Bê thằng nó chụp cái đây luôn, vô nó chụp sữa bút cái này, con em bị chụp cái nó giật phát dắt cái tay lần cái đứng lại luôn. Em thấy Đường Môn nó xém chết 2 lần, xém Đường Môn xém. Trận kia thì đánh quá hay, trận vừa rồi thì Nam Độc bày xuống quá, ok làm trận khác thôi. Thôi con này là mày kêu khác. Cái trận trên cơ thì Quyên tuyệt đối. Cái trận này không qua ăn một trận rồi. Đống này là thua lại một. Ok, một đều. Đang vô bị lỗi dữ rồi. Thiệt sự. Đã thua lại một trận. Hôm trước ăn một trận, giờ thua lại một trận. Nói chung là cái này đánh cũng thiệt sự là nó cũng cái kiểu phải lanh trí một xíu. Bây giờ bắt 1-1 hay 3-1 lắm. Á đụng môn nó bắt cỡ đó không chết hay thiệt chứ. À, nó hết máu luôn à. Đại khải của nó hết máu, khải muốn chết đây chứ. Rồi ok, sau khi phi chẳng chết là nó dồn 3 đam thành mình em mà. Nó quýnh mình em 3 thằng dồn mình em đau thốn chịu gì nói. Đừng môn nó xém chết nó bùng máu ấy. Rồi ok. Chân sát làm gì lại em ơi. Cái tem đó là một điều, tem đó là một điều. Gặp ngay mi vỏ gà với ông đó là anh một điều ấy.